Đây còn bạn nào nhớ món gà tiền Bất Hiểm từng hot rần rần một thời gian dài không nè? Đây là một món lẩu rất ngon và đặc biệt vào những tháng cuối năm trời se lạnh, có một nồi lẩu gà tiền Bất Hiểm nóng hổi ăn cùng người thân trong gia đình thì còn gì bằng đúng không nè? Bạn nào thích ăn món này mà chưa biết cách nấu thì hôm nay vào bếp cùng làm với Mập nha. Sau khi đã nhồi sả, hành tím và rễ ngò vào bụng gà, Mập sẽ quét đều lên da gà một lớp hắc xì dầu rồi để đó 15 phút cho thấm vào da gà. Nấm đông cô sau khi cắt bỏ cuống, Mập sẽ mang đi luộc cùng nửa muỗng canh đường trong vòng 20 phút. Về phần ớt xiêm, một nửa Mập sẽ rang ở lửa nhỏ trong vòng 3 phút thì khi nấu sẽ thơm hơn nha. Về phần gà, sau khi xối dầu để săn phần da gà lại thì các bạn để đó rồi đi nấu nước dùng với Mập nè. Đầu tiên Mập sẽ xào hành tím, rễ ngò, ớt xiêm đập dập và ớt xiêm đã rang lúc nãy vừa thơm thì Mập sẽ cho vào 2 lít nước. Tiếp theo đó là củ sen cùng 1 muỗng rưỡi muối, 1 muỗng cà phê bột ngọt và 2 muỗng canh đường vàng. Mập nêm gia vị từ đầu như vậy để khi hầm gà thì gia vị sẽ thấm vào gà luôn nha. Các bạn mở lửa lớn đến khi nước bắt đầu sôi thì giảm lửa nhỏ lại và hầm trong vòng 30 phút. Sau khi gà đã hầm được 30 phút thì các bạn vớt gà ra, chờ gà nguội bớt rồi sau đó xé gà ra là dùng được rồi nè. Gà các bạn có thể ăn xé hoặc chặt tùy theo sở thích mỗi người nha. Nhưng riêng cảm nhận của Mập thì Mập thấy lẩu gà tiền Bất Hiểm xé gà ra rồi ăn cùng lẩu vẫn là ngon nhất. Mập mong công thức lẩu gà tiền Bất Hiểm này sẽ mang tới một món ngon và tốt cho sức khỏe đến với gia đình mọi người nha.